Xem tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 tháng 2 âm lịch năm 2022 được lộc trời cho giàu sang phú quý nếu biết điều này. Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Đinh Dậu luôn được mọi người yêu mến bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác. Điều đó thì cũng đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng mà dù có trải qua rất nhiều những nỗi buồn phiền, đau khổ, thì những gia chủ tuổi Dậu luôn giàu lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Và đương nhiên, cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái tuổi Đinh Dậu trong tháng 2 âm lịch này. Trong tháng 2 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi trèo mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung. Sự nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn kéo đến về đầy nhà và tiền đếm mỏi tay không hết. Vậy thì trong tháng 2 năm 2022, vận trình của người tuổi Đinh Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những biển đất mới để khám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến cho tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Đinh Dậu chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ bề ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Người sinh năm Dậu nói chung có tính logic, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình chính là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Tuổi Đinh Dậu đón tháng Quý Mão khá êm đềm và suôn sẻ. Gia chủ có thể chịu một vài thiệt thòi vì anh em, bạn bè, nặng thì có thể làm sứt mẻ tình cảm. Bù lại, gia đạo an vui, con cháu quây quần, giúp tinh thần luôn thoải mái và yêu đời, không có gì phiền muộn. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp Quý âm thủy nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Dậu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957, tháng này đường công danh sự nghiệp được nâng đỡ nhiều, tuy nhiên ít có sự đột phá. Nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp nhìn chung sẽ hanh thông hơn, mọi việc tiến triển trong tầm kiểm soát của bạn. Tuy nhiên có những thời điểm có vẻ như bản mệnh chưa chủ động nắm bắt cơ hội nên dễ bị bỏ lỡ. Lại thêm sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, áp lực kèm theo, đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Nếu có dự án hợp tác với anh em, bạn bè thì nên tránh, đa phần bản thân chịu nhiều thua thiệt, vất vả mà không được hưởng lợi. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính của gia chủ khá ổn định, cơ hội làm giàu vẫn có, nhưng cần chủ động và nỗ lực nhiều hơn. Còn nếu vẫn giữ tư tưởng an phận và chờ xung dụng thì bạn sẽ chẳng đạt được bất kỳ lợi ích nào. Ngoài ra trong tháng này cần phải cẩn trọng khâu dùng người, phải biết phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, không nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của người không đáng tin. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Đinh Dậu phải đối mặt. Dù là anh em bạn bè cũng cần phải tìm hiểu thông tin xác đáng, kẻo tiền mất tật mang mà tình cảm cũng tan vỡ, bị người khác lợi dụng hoặc trực tiếp cướp đoạt tiền bạc. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe của gia chủ không gặp phải nguy hiểm tiềm ẩn nào quá lớn, nhưng không thể tránh khỏi những bệnh vặt hoặc bệnh cũ tái phát do sinh hoạt thiếu điều độ. Do đó bạn có thể phải đến bệnh viện điều trị, nhưng đừng quá lo lắng, gặp đúng thầy đúng thuốc bệnh sẽ sớm qua khỏi, có điều sẽ phải tiêu tốn khoản phí không nhỏ cho việc điều trị. Các quý gia chủ tuổi Đinh Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Đinh Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nếu đang sống một mình, bản mệnh không cảm thấy cô đơn vì xung quanh luôn có gia đình bạn bè kề bên, có người còn tìm được một người bạn đồng hành chăm sóc cho nhau lúc về già. Có thể tuổi này tình yêu đã không còn quá quan trọng, nhưng sự quan tâm và ấm áp từ nửa kia khiến bạn muốn mở lòng và tiếp nhận đối phương. Người đã có gia đình cần phải lưu ý, càng hạn chế các cuộc tranh cãi hơn thua bao nhiêu sẽ tốt cho mối quan hệ của cả hai bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành gay gắt, gây rạn nứt tình cảm, thậm chí là đổ vỡ. Nhìn chung gia đạo an vui, con cháu quây quần, giúp tinh thần của mệnh chủ luôn thoải mái và yêu đời, không có gì phiền muộn. Vì thế bản mệnh nên tiếp tục chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động vừa sức với mình, duy trì trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, vui vầy với con cháu. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Đinh Dậu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 2 năm 2022, tức ngày 15 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá trán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sai Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc.
ngày âm lịch ngày 26 tháng 2 năm 2022, tức ngày 28 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 2 âm lịch, và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được đăng tải trên kênh Phong Thủy Gia Cát.